Bạn có dám gửi video này cho người yêu của mình không nhạc lên? Người yêu ơi đang ở đâu hiện ra, làm người ta đi tìm bao ngày qua chẳng thấy. Đừng có chôn kỹ vậy mà hãy mau đến đây, ngại ngùng gì không vồ lấy một người yêu như mình đây, rồi mình cũng tắt kiếp FA. Anh nói anh thích màu vàng thì em sẽ là hạt nắng chói chang, còn nếu anh thích ngắm mưa thì em sẽ là ly cà phê sữa. Sao không về bên em nhanh, anh ở ngoài có chuẩn bị cảm lạnh. Mẹ nói con nít nhỏ xíu mà bày đặt học đời thương với yêu, thế nên anh bảo em điêu nhưng em vẫn là một người chung thủy. Anh chẳng cần phải suy nghĩ, hai ta cứ thế mà yêu nhau đi. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây, hóa xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Ủa mày chưa ngủ hả? Đợi người yêu tao ngủ rồi tao mới ngủ. Mày mà cũng có người yêu nữa hả? Vậy thôi tao ngủ trước nha. Ok tao ngủ đây. Ai đủ quá đủ sâu đến nay chẳng gối đầu đến mây, thêm chút sữa và men cuốn một phim đi để tình vẫn say. Đôi mắt buồn sâu cay chẳng chất tình lâu đây. Chính là vợ là cục nợ đời anh, còn anh chính là chồng là cục nợ của đời em. Thượng đế đã sắp đặt kiếp này hai ta là phu thê, em sẽ là cô dâu còn anh chính là chú rể. Em chính là vợ là cục nợ đời anh, trong tương lai của chúng ta em sẽ là mẹ con anh, còn anh sẽ là chồng là cầu vồng của đời em, vì em chính là vợ là cục nợ của đời anh. Nai nai sheng jiu hui huo, tinh hao le. Urusei nanami. 以为这就完了吗？继续听。大丈夫？ナナミ。搞错了，再来一次。大好きな星が、ナナミ。搭配各种语气的奈奈声。好きだと思う、ナナミ。师傅，师傅，我也想。ナナミ。我也想。ナナミ。 Sau này ai giặt đồ? Anh giặt. Ai lau nhà? Anh lau. Ai nấu cơm? Anh nấu. Ai đi chợ? Anh đi. Ai đẻ con? Anh đẻ. Anh làm gì biết đẻ mà đẻ?